Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 10 tháng 2 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày kỷ tỵ tháng Tân Mão, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỹ giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bạo quang giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ giờ kỵ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh đại lâm mộc ngày kỵ tỵ tức chi sinh can nghĩa là họ sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm đại lâm mộc kỵ tuổi quý hợi đinh hợi ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi tân mùi kỵ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc ngày tỵ lục hợp với thân tam hợp với sửu và dậu thành kim cục xung với hợi hình thân hại dần phá thân và tuyệt tý vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi tân hợi đinh hợi tuổi xung trong tháng tụi quý dậu kỵ dậu ất sửu ất mùi về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp tốt mọi việc sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ về tố tụng sao thiên phú tốt mọi việc nhất là về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ khai trương mở kho nhập kho an táng sao nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán và ký kết hợp đồng. Sao Thánh Tâm tốt mọi việc, nhất là về cầu phúc, tế tự. Sao Lộc Khố tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao dịch mã tốt mọi việc, nhất là về xuất hành. Sao xấu trong ngày gồm có sao thổ ôn hay còn gọi là sao thiên cẩu, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, sao hoang vu, sáu mọi việc, sao vãng vong, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, sao chu tước hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao quả tú, sáu đối với cưới hỏi, sao không phòng, kỵ về cưới hỏi về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng chính nam. Và sau đây mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang lại cho bạn đang có được những cơ hội tuyệt vời để mơ mộng và đừng có quên đó là tiền đề cho bạn biến những ước mơ thành hành động. Vì vậy với bạn tuổi Tý không cần phải ngần ngại, không mơ ước nữa. Bạn hãy để cho trí tưởng tượng giúp cho bạn làm công việc này một cách tốt nhất có thể. Và trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy họa xung khác. Cái điều này mang lại cho bạn những dự cảm không tốt liên quan tới chuyện tình cảm thay vì đoán già đoán nuôn thì bạn nên hành động ngay khi có cảm giác có điều gì bất ổn để ngăn chặn những điều gây ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ của hai người và ngày này đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi về từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim đừng có vội tin lời hứa thiếu cơ sở của ai đó từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy hãy rõ ràng trong mọi việc nhất có thể từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa tránh to tiếng hay nổi giận khi bạn không hiểu chuyện từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ hãy thu thập thêm thông tin kiến thức cho mình từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, tránh sự tranh cãi hay nối xấu người khác. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân. từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi sửu xem tử vi cho thấy với bà tuổi sửu đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu sửu phù trợ cho nên mang lại nhiều cơ hội tốt cho bà tuổi sửu đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân tìm được một nửa như ý với mình thời điểm này cũng rất tốt cho bạn mệnh hóa giải những hiểu lầm trong mối quan hệ về tình cảm hiện tại nữa ngày này với bà tuổi sửu cũng đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm sẽ giúp cho bạn giải tỏa được những căng thẳng liên quan tới vấn đề về tiền bạc thế nhưng để đây không phải là biện pháp tạm thời thì bạn mệnh phải xem xét lại các vấn đề của mình để xử lý một cách triệt để chớ nên chủ quan mà mong chờ vào vận may nữa trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương sinh mang tới cho bạn đang có được sức khỏe dồi dào bạn khá hài lòng với kế hoạch chăm sóc cho bản thân mà bạn đang cố gắng thực hiện trong thời gian vừa qua việc này hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn một cơ thể rất chi là tốt đẹp nữa về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim tình duyên vượng sắc có nhiều cơ hội kết đôi. Từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy có người hỗ trợ nhiệt tình cho bạn. Từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa hãy trân trọng từng khoảnh khắc đang có. Từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ niềm vui đong đầy mang lại cho bạn niềm tin vững chắc từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc con đường tình duyên của bạn có nhiều khởi sắc một cách rõ rệt về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, Từ vi tuổi dần thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cái điều này gây tác động xấu tới cuộc sống của bạn trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi dần, đang có điểm báo sẽ có người hoặc là sự việc ngoài ý muốn xảy ra. Vì thế với bạn nên cố gắng giữ cái đầu thật tỉnh táo để xử lý vấn đề một cách hiệu quả nhất. Trong ngày hôm nay với bà tuổi dần, bạn đang có những việc thực sự là quan trọng nhưng nó không thể là tất cả với bạn. Vì thế, bạn hãy giữ cho mình một tinh thần thật sự là điềm tĩnh, vững vàng, chớ nên vội vàng, hấp tấp với tác động của kiếp tài chiếu mạnh sẽ gây ra tác động xấu cho bạn. Và với trước bất kỳ quyết định nào, bạn cần phải cố gắng để mở lòng và suy nghĩ cho tích cực hơn nữa. Trong ngày hôm nay với bà tuổi dần, ngủ hành tương sinh mang tới cho bạn có được sự hỗ trợ từ bên ngoài, việc này rất đáng để cho bạn cân nhắc vì vậy, đừng có vội nói lời từ chối, đừng có quên rằng bạn luôn có thể đón nhận sự hỗ trợ này thay vì khăng khăng làm mọi việc theo ý của mình con người không thể không có lúc nào là yếu đuối, vì vậy cần phải có một chỗ dựa cho mình nữa. Về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, bạn đã bỏ qua một lời khuyên hữu ích từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, hãy tin khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua được. Từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, có những điều bạn nhìn thấy chỉ là bề nổi mà thôi. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, bạn đang hồ nghi xung quanh vì bạn không tin chính mình nữa. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, có ai đó nhắc nhở bạn cần phải cẩn trọng, không phải là thừa thải đâu về đánh giá của ba tuổi dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi. tử vi tuổi mão thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mão xem tử vi cho thấy với bạn đừng có để cho bất cứ điều gì giữ chân bạn ngày hôm nay bởi bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cũng là lúc để cho bạn vượt qua những chướng ngại vật ở quá khứ và mạnh mẽ dấn thân, mạnh mẽ trải nghiệm. Cũng đừng có sợ sai lầm, bởi vì sai lầm sẽ giúp cho bạn trưởng thành hơn và bản lĩnh hơn trong đời sống nữa. Ngày này với bạn tuổi mão cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh thực hiện những việc mà bản mệnh đang còn ấp ủ bấy lâu nay. Tuy nhiên bạn cần phải là người kiểm soát được tốc độ và hiệu quả công việc của mình, đừng có quá phụ thuộc vào lời khiên, lời chê của người ngoài và xem tử vi cho thấy theo nhị thập bát tú thì hôm nay là một ngày tốt để cho bạn khởi công, tạo tác, việc gì cũng tốt, kỵ là về việc chôn cất, sửa đắp mồ mã, đóng thọa đường. Vì vậy, bạn cần phải cân nhắc về công việc của mình về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy đừng có nói giá như quá nhiều muốn gì hãy thực hiện đi tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa có dấu hiệu làm việc quá sức ảnh hưởng tới tinh thần tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ hãy tự tin để hành động tiến tới mục tiêu tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc tránh để lỗi lầm nối tiếp sai lầm tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim đừng có trông chờ điều gì quá vô vọng vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này sự nghiệp năm sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi tốt. Từ vi tuổi thìn thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi thìn, xem tử vi cho thấy với bà tuổi thìn đang có được báo hiệu về tình hình tài chính của bạn ngày hôm nay dễ thở hơn và đang có được sự chia trợ của chính tài chiếu mệnh mang lại cho bạn có được những tín hiệu tích cực thoát khỏi những u ám về tài chính của mình và với bà tuổi thìn bạn nhìn thấy được nhiều viễn cảnh về tương lai ngay lúc này bạn cần phải chuẩn bị một kế hoạch về tiền bạc khôn ngoan hơn cho mình nữa trong cái vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi thìn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho hỏa vượng cái điều này giúp cho bạn mệnh tuổi thìn cũng cần phải củng cố nhiều niềm tin mà bạn đã chọn lựa ngoài ra hôm nay cũng rất tốt cho việc cải thiện cái mối quan hệ về tình cảm nếu như cần nói lời xin lỗi với ai đó thì bạn nhớ rằng hãy thẳng thắn nói ra đừng có giữ ở trong lòng như vậy nữa và theo hải thượng lạn ông hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2021 dương lịch bạn không nên trị bệnh ở hầu do đó bạn mệnh cần phải lưu ý tránh tác động lên vị trí này ngày hôm nay và ngày này với bạn tuổi thìn nếu như bạn có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tiên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam, đây là hai hướng giúp cho bạn có được nhiều may mắn, thuận lợi về công việc. Về từ vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, không nên lúc nào cũng làm mọi thứ theo ý của mình, từ vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, bạn không đủ khả năng hiểu rõ được mọi vấn đề. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, đừng quá lo lắng rằng mình sẽ mắc sai lầm, bởi có sai lầm mới có trưởng thành. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, nỗ lực về tình cảm dần nhận được sự đền đáp xứng đáng. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủ, tìm cách kéo gần khoảng cách với nửa kia, tình cảm khó kìm nén. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi giàu. Từ vi tuổi tỵ thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Tỵ xem tử, tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tỵ đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, cái điều này sẽ làm cho bạn đang phung phí thời gian để tìm kiếm sự hoàn hảo cho bằng được. Với những gì mà bạn nhận được đó là sự thất vọng và chán nản, cuối cùng là niềm tin của bạn bị đánh mất. Con người không ai là trọn vẹn và bạn cũng không là một người ngoại lệ bạn sẽ có những sai lầm với những khuyết điểm riêng cần phải khắc phục vì vậy tại sao bạn lại phải tìm kiếm sự hoàn hảo để làm gì khiến cho bản thân mình luôn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng ra trong cái vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi tỵ bạn cũng đang gặp ngày có họa khí vượng. Cái điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bạn. Với bạn, đang có những biểu hiện ốm sốt khiến cho bạn càng lo lắng trong thời kỳ dịch bệnh như thế này. Có thể bạn chỉ bị cảm xúc thông thường mà thôi, thế nhưng bạn cũng chớ nên chủ quan bởi thời gian này tránh tụ tập ở nơi đông người và nhớ là thường xuyên sử dụng khẩu trang để ngăn ngừa về dịch bệnh nữa về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa tránh tâm lý đối đầu với bất cứ ai tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ điều bạn muốn và thực hiện khác xa nhau tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc có một số niềm tin bị lung lay lớn tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim bạn có được chỗ dựa về tinh thần vững chắc từ ai đó tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy đôi khi buồn một chút cũng là lúc để cho bạn nhìn lại chính bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu. Từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho thấy với bà tuổi ngọ đang gặp được ngày có tam hội phù trợ mang tới cho bạn có được một ngày tuyệt vời cho các tương tác xã hội. Bà tuổi ngọ có thể kết nối với bạn bè, giao lưu với những người bạn mới, nhờ đó mà mở rộng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp hơn. Và bạn cũng đừng quên rằng khi bạn thiện chí với mọi người họ sẽ dễ dàng cảm nhận được điều đó mà thôi. Và ngày này với bà tuổi ngọ đang có được sự giúp sức của thực thần chiếu mệnh hứa hẹn sự trưởng thành và bản lĩnh của một người đặc biệt nào đó sẽ đem lại cho bạn tuổi ngọ có được nhiều cảm hứng vào ngày hôm nay đây cũng là ngày mà bạn muốn làm mới mình theo cách tích cực nhất có thể vì bạn không muốn mình bị tụt hậu lại phía sau ngày này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày có họa khí vượng không hề tốt cho các quyết định quan trọng của bạn ngày hôm nay. Bạn đang có xu hướng nóng vội vì tưởng mình đang thừa khả năng thừa thắng sông lên. Bạn cần phải cẩn thận với những cái bậy nhỏ khi bạn đã quá chủ quan với nó. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim có một số mơ ước trở nên xa vời hơn với bạn. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy nên sớm xác định mục tiêu thay vì vô định như hiện tại. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa họ, nên học cách lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, cái mối quan hệ của bạn có khởi sắc nhờ nỗ lực bấy lâu nay. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc thích làm theo ý của mình, bỏ ngoài tai những lời góp ý của người khác. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi. từ v tuổi mùi thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi mùi, nếu hôm nay bạn có khúc mắc, trở ngại gì thì với bạn nên tận dụng sự hỗ trợ của tam hội phù trợ và đón nhận sự giúp đỡ nhiệt tình của những người xung quanh mình. Nếu như bạn cố gắng làm mọi thứ một mình sẽ không mang tới được kết quả như ý bằng việc tận dụng sức mạnh của người khác đâu. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cho thấy có một số bạn tuổi mùi đón nhận vận may liên quan tới tiền bạc có thể là trúng thưởng hoặc là nguồn tiền từ việc làm thêm bắt đầu đổ về nếu như bạn muốn tiền vừa vào túi không đội nốn ra đi nhanh chóng thì bạn nên lên kế hoạch cho việc chi tiêu càng sớm càng tốt đừng có vì có sẵn tiền mà mua sắm thoải mái, như vậy thì tiền núi cũng sẽ hết mà thôi. Ngày này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh đưa tới cho bạn có những điều kiện thuận lợi để cho bạn cải thiện về mặt sức khỏe hiện tại của mình. Có thể có người nhiệt tình mang lại sự hỗ trợ cần thiết để giúp cho ai đó đang ốm sẽ sớm hồi phục một cách nhanh chóng nữa về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim cần phải bình tĩnh sẽ đủ khả năng xử lý được vấn đề tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy có một số nhận định của bạn mang tính chủ quan tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa thích làm theo ý của mình bỏ ngoài tai những lời góp ý tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nên có trách nhiệm cao với công việc tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc may mắn nhiều hơn trong công việc và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 7, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão. tử vi tuổi thân thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi thân xem tử vi cho thấy với bà tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông dần thân tỵ hợi cho nên với bà tuổi thân rất dễ bực mình trong ngày hôm nay vì một người nào đó bạn tưởng là thân thiết từng nhận được sự hỗ trợ của bạn nhưng nay lại xem việc đó chưa từng xảy ra. Điều này mang lại cho bạn bài học để cân nhắc trong việc giúp đỡ ai đó và ai nên tránh xa để tránh lãng phí thời gian cũng như là công sức của mình. Trong ngày này với bà tuổi thân cũng đang gặp được ngày của chính quan tương trợ cho thấy mọi việc với bạn thực hiện trong ngày hôm nay đều diễn ra một cách suôn sẻ và thuận lợi. Nếu ai gặp khó khăn cũng sớm tìm được cách tháo gỡ hoặc là nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, người thân và đồng nghiệp nữa. Và ngày này với bạn tuổi thân là ngày xung, vì vậy bạn không nên tiến hành những công việc trọng đại như là cưới hỏi, xuất hành, di chuyển, ký kết hợp đồng. Nếu như có công việc bắt buộc phải đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra với mình. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy có những nỗi nhớ đang gây phiền nhiễu cho chính bạn tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa bạn có thể đưa ra được những dự đoán chính xác tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ tránh có những niềm tin sai lầm tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc bạn không nên đánh giá vấn đề một cách chủ quan sơ bộ tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nên dành thời gian nghe những bản nhạc mà bạn thích. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn. tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Dậu xem tử vi cho thấy với bà tuổi Dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ Dậu Sửu phù trợ mang tới cho bạn đang có được nhân duyên gặp gỡ với người khác phái rất chi là thú vị khiến cho bạn có được sự cảm mến Tuy nhiên, bạn đừng có vội vàng khiến cho cảm xúc này nhanh chóng biến mất. Bạn nên xem xét lại thái độ của đối phương trước khi muốn tiến tới nữa. Ngày này, đối với những cặp đôi hôm nay, hứa hẹn sẽ có một ngày trọn vẹn hạnh phúc bên nhau và với bà tuổi dậu đừng có vì bất cứ lý do gì hay là dù ảnh hưởng của thiên quan gây trở ngại cho bạn mà từ bỏ những mục tiêu của mình ngày hôm nay đôi khi cái khó lại ló cái khôn miễn là bạn đừng có hoàn toàn buông xuôi và tỏa ra tiêu cực với những vấn đề đang xảy đến với mình với những niềm tin cốt lõi bạn sẽ được thử thách trong thời gian này. Nhưng như thế không có nghĩa là bạn dễ dàng đầu hàng, lựa thử vàng, gian nan thử sức. Vì thế, bạn cần phải tiếp tục giữ vững niềm tin vào những gì mà mình đã và đang tiến hành. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy nên có chế độ rèn luyện cơ thể thường xuyên hơn. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa tình cảm mọi lúc một tăng tín từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ bạn nên tránh bảo vệ cái tôi khi tranh luận với người khác từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nên bình tĩnh và suy nghĩ tháo đáo hơn từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim tình duyên xuân sẻ đôi lứa tâm đầu ý hợp vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn, số 2, số 9, giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường, màu bạc, màu đỏ, quý nhân phụ trợ, tuổi tỵ tuổi xỉu. Từ vi tuổi tốt, thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021. Vạn trình ngày thứ hai này với bà tử tuốt, xem tử vi cho thấy với bà tử tuốt đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Đây là tín hiệu tốt cho bạn tuổi Tuất đang cảm thấy an tâm hơn về khía cạnh tài chính của mình. Đối với một số người sống, nhờ vào số tiền lương vừa nhận được, bạn có thể trang trải được những khoản chi và thậm chí còn để ra được một khoản tiền tiết kiệm cho tương lai nữa. Ngày này với bạn tử tuất cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho họa vượng mang tới cho bạn có được cơ hội để cải thiện cái chuyện tình cảm hiện tại. Ví dụ như đối với những bạn đang còn độc thân thì đừng có ngại gặp gỡ người khác giới để gia tăng vận may cho mình. Đối với những cặp đôi đang giận hờn thì lúc này để cho hai bạn hóa giải những hiểu lầm cũ. Ngày này là ngày mùng 10 tháng 2 năm Tân Sửu với bạn Nhân thần nằm ở thắt lưng, cạnh khớp cổ chân, mu bàn chân. Vì vậy, bạn tuổi tuất nên tránh làm tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa rơi vào trạng thái mông lung, không biết nên làm gì tiếp theo. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên biết trân trọng hạnh phúc hiện tại đang có. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nên nhờ ai đó hỗ trợ khi bạn cần từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim hãy tự mình biết chăm sóc cho chính mình từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy nên tìm cách dung hòa nếu quan điểm sống có sự khác biệt nhau vài đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ hai này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi hỏi thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cái điều này làm cho bạn dễ cảm thấy căng thẳng mâu thuẫn sẽ nảy sinh trong ngày hôm nay tuy nhiên thay vì tự gây rắc rối cho chính mình thì với bà tuổi hợi hãy cố gắng thoát khỏi những ồn ào bằng việc dành nhiều thời gian hơn cho những điều mà mình yêu thích khi bạn tự bước lùi lại đối phương sẽ hiểu bạn không muốn phí thời gian cho những việc đó chút nào nữa ngày này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh mang lại cho bạn đang có được dấu hiệu đáng mừng bạn có thể giải quyết được những công việc đang còn giang dở trước khi bắt tay vào những dự án mới bạn cũng có thể tận dụng thời gian này để dàn xếp những mối quan hệ thiếu ổn định có những bất hòa chưa được tháo gỡ để đưa lại mọi thứ trở về trật tự vốn có của, của nó Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thủy họa xung khắc, nhắc nhở bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng về những cảm xúc của chính mình ngày hôm nay. Và nếu có thể, bạn hãy cứ viết ra những mong đợi, kỳ vọng của mình ra giấy, từ đó có thể lên kế hoạch cho riêng cá nhân mình. Đừng có vì bất cứ lý do gì mà bỏ qua những cảm xúc của chính bản thân mình. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa cần phải mở rộng mối quan hệ để tăng thêm cơ hội thăng tín với mình. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ có những khó khăn không thể nào đoán biết được. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim tránh bảo vệ cái tôi một cách vô căn cứ. Từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy đừng có vội đưa ra bất cứ nhận định nào khi chưa rõ ràng vấn đề. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại